Cảnh rùm rợn trong hầm mộ chứa 6 triệu hài cốt và bí ẩn những cấm địa đáng sợ nhất hành tinh, nghe tò mò nhưng không dám bán mảng. Từ hầm mộ chứa 6 triệu hài cốt ẩn mình dưới lòng thủ đô Paris hoa lệ, tới công địa ngục, đoạt mạng mọi sinh vật đến gần ở Thổ Nhĩ Kỳ, đây đều là những vùng cấm địa bí ẩn nhất hành tinh. Hầm mộ chứa 6 triệu hài cốt ở Paris nước Pháp Hầm mộ Paris là một trong những nơi bí ẩn và đáng sợ nhất trên thế giới. Nơi này vốn ban đầu được xây dựng như hầm mỏ, nhưng sau đó trở thành nghĩa trang, nơi yên nghỉ của 6 triệu hoài cốt vào cuối thế kỷ thứ 18. Ngày nay, một phần rất nhỏ của hầm mộ này được mở cửa cho công chúng tham quan. Đi dọc đường hầm sâu hung hút đến rần người, du khách có thể thấy hàng ngàn bộ xương và hộp sọ xếp chồng lên nhau một cách ngay hàng thẳng lối. Tuy nhiên, đến 99% hầm mộ dài 274 km này vẫn là cấm địa, không ai được phép xâm phạm nhằm đảm bảo an toàn. Do vậy, thì một số người hiếu kỳ và ưa mạo hiểm vẫn bí mật tìm cách xâm nhập những khu vực cấm tham quan của hầm mộ, gây rắc rối cho Kastaflic, lực lượng cảnh sát chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra của hầm mộ. Đạo nó Sentinel Ấn Độ nơi cơn ngụ của bộ lạc thầy thấy ai lại gần là giết đảo nó Sentinel là nơi cư ngụ của người Sentinel, một bộ lạc thiểu số không tiếp xúc với nền văn minh hiện đại. Người ta tin rằng người Sentinel sinh tồn bằng cách săn bắn, câu cá, hái lượm. Tuy nhiên, ở đây dường như không có dấu hiệu của lửa hay là nông nghiệp. Chuyến thăm hiểm thành công đầu tiên là vào năm 1967 do Lonas Banik, một nhà nhân chủ học Ấn Độ dẫn đầu. Tuy nhiên ngày nay thì bộ lạc Sentinel gạt bỏ mọi liên hệ với thế giới hiện đại, hung dữ xua đuổi bất cứ ai có ý định tiếp cận. Năm 2006 thì bộ lạc này đã giết hai người dân vô tình xâm nhập lãnh thổ của họ, nhưng chính phủ Ấn Độ bất lực trong việc can thiệp. Hiện nay thì hòn đảo này trở thành cấm địa không ai dám đặt chân đến. Công đi ngục ở Thổ Nhĩ Kỳ đoạt mạng mọi sinh vật đến gần. Tòa lạc tại thành phố cổ Herapolis, Thổ Nhĩ Kỳ, cổ Pluto, từng là nơi thờ vị thần La Mã Pluto, người cai quản địa ngục trong thần thoại Hy Lạp. Sứ gia cổ đại Strabo từng đến thăm nơi này và nói rằng bất cứ công vật nào đi vào bên trong đều sẽ chết tức thì. Tôi ném mấy con chim sẻ vào, chúng ngay lập tức trút hơi thở cuối cùng và rơi xuống. Năm 1965 thì các nhà khoa học đã chứng minh sự nguy hiểm của cậu Pluto không chỉ là một huyền thoại. Họ đo nồng độ CO2 và phát hiện vào ban ngày, ánh sáng mặt trời làm tiêu tan khí CO2. Như vào ban đêm, khi nhiệt độ giảm, CO2 nặng hơn không khí, tụ lại bên dưới thành một cái hộ chết người. Lúc rạng sáng, nồng độ CO2 cách mặt sàn là 40cm tới 35%, đủ để giết chết động vật, thậm chí là cả con người trong vòng vài phút. Tuy nhiên, thì càng lên cao, nồng độ CO2 sẽ càng giảm nên việc đứng gần cổng địa ngục sẽ chỉ đe dọa tính mạng của những loài động vật nhỏ mà thôi. Hòn đảo hoang bao trùm bởi bóng ma bệnh tật Bosvegela, nước Ý Từng là nôn chuông và thiêu sống bệnh nhân dịch hạch Bosvegela, trở thành một trong những hòn đảo bị đồn là ma ám đáng sợ nhất trên thế giới. Vào thời kỳ La Mã thì Post Vegalia là nơi ở cách ly của những người mắc bệnh dịch hạch. Sau đó thì vào thời Trung Cổ khi dịch hạch hoàn thành trở lại, hòn đảo một lần nữa trở thành nơi trú ngụ của hàng ngàn người mắc căn bệnh truyền nhiễm chết người. Rất nhiều người bị vùi xuống hố chung tập thể, thậm chí là bị thiêu sống. Người ta nói rằng đất trên đảo bị ảnh hưởng bởi xác chết thối rửa và tro cốt của những nạn nhân mắc dịch bệnh. 50% đất trên đảo thực chất là tro cốt. Năm 1922 thì người ta xây dựng một bệnh viện tâm thần trên đảo. Nhưng tình hình các bệnh nhân dường như không mấy tích cực. Nhiều câu chuyện rùng rợn cũng được lưu truyền kể từ đây. Ngày nay, người ta vẫn có thể bắt gặp những khúc xương người bị sóng đánh dạt vào bờ biển bởi quá nhiều người từng bị giết ở đây trong quá khứ. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.